Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với một podcast review phim khác của Phúc. Và bộ phim hôm nay Phúc sẽ review là phim Cú Rơi Tử Thần có tựa tiếng Anh là Fall, vừa mới ra rạp ngày hôm nay luôn nha. Thì mình đi coi vào lúc 10 giờ khuya, tại vì phim này không có suất, ít suất lắm, và phải về tới CGV Hùng Vương để xem nó mới hợp với khung giờ của mình. Và thật ra rạp có 3 người thôi, nên thành ra khi mà xem á, mình không có đặt một cái kỳ vọng gì nhiều hết. Mình nghĩ là một bộ phim bình thường thôi. Và trước đó khi mà xem trailer hay là cái poster của phim này á, mình chỉ hiểu là đây là một bộ phim chắc là phim sinh tồn, và cái concept của cái poster nó là cái hình một cái tháp và có hai cái người nhỏ nhỏ li ti ở trong cái poster đó, thì cho mình cảm giác là đây là một bộ phim về độ cao. Và mình là một, đặc biệt là một người rất sợ độ cao, nên mình nói trước là phim này thì các bạn mà sợ độ cao xem thì sẽ hơi mệt chút xíu thôi, tại vì nó có nhiều góc quay từ trên xuống để thấy rõ được là cái nhân vật mình đã leo cao đến cỡ nào. Thì đây là một cái phim gọi là phim độc lập ở bên Mỹ, tức là cái phim chi phí nó không quá cao, nhưng mà cái phim này nó làm được chính là cái sự tính toán của đạo diễn. Mình khá là bất ngờ khi mà cái phim này nó làm mọi thứ nhìn nó rất đơn giản, nhưng mà ra là tính toán rất là nhiều. Những cái góc quay á, mình nghĩ là quay phim trong studio nhiều hơn, những cái góc quay phải an giang các góc để mà che đi một số cái khuyết điểm khi mà mình không có nhiều tiền để mà sử dụng những cái quay máy quay quá tân tiến á, nhưng mà cái cách mà khai thác á thì nó lại làm khá là tốt về mặt kỹ thuật luôn. Rồi là cái câu chuyện á thì là một cái đề tài sống còn, thì cái phim này nó làm được cái đầu tiên, nó là nó đưa ra cái nguyên nhân tại sao hai cô gái này dấn thân vào cái hành trình chinh phục một cái tháp radio cao tới 600 mét. Tại sao họ lại leo trên, không phải vì họ rảnh hay gì đâu mọi người. Nó nói ngay từ đầu luôn là vì một trong hai cô gái đó hồi đầu phim là cùng nhau đi leo núi với người yêu, thì người yêu cô này vô tình bị tai nạn và bị rơi xuống qua đời. Thì cái này là cái bắt đầu của phim luôn nha, mình không có spoil, thì hình như trong trailer cũng có nói luôn. Thì đó chính là cái nguyên nhân chính khiến cho cái cô bạn rủ cô này đi chinh phục, để mà cô này vượt qua cảm giác sợ hãi ngày xưa và trở lại là chính mình, và trở lại là một người đam mê khám phá và không ngại vượt khó gì hết. Thì hai cô này mới đi leo cái tháp đó, thì cái mình nó làm được là nó đưa luôn cái lý do từ đầu để mình khỏi phải thắc mắc, mình chỉ tập trung quan sát vào câu chuyện thôi. Tại có nhiều phim sinh tồn á thì thường người ta sẽ đưa vào một câu chuyện nó rất là bất ngờ, một cái đám đi chơi mà không hiểu nguyên nhân tại sao hết, mà cứ phải đến cuối cùng nó mới giải thích được là tại vì lý do này lý do kia, bị cái này bị cái kia thì mới đi như vậy, thì lúc đó nó đã hơi muộn rồi, lúc đó nó làm cho người ta bị phân tâm rất là nhiều. Những phim mà làm được như vậy. Bên cạnh đó thì những cái cách mà tạo tình huống trong phim này á, thì nửa đầu phim á nó không có mới, nửa đầu phim thì mình thấy nó cũng bình thường, tức là cái cách mà hai nhân vật này đưa đi vào câu chuyện rồi là leo lên cái tháp nó như thế nào thì nó bình thường lắm, nó cũng như những phim kia thôi, tức là chinh phục đoạn 1 thì rất là dễ, nhưng mà đoạn sau khi mà đã đeo lên á thì tới lúc mà đeo xuống nó mới là cả một vấn đề, vì là cái tháp nó rất là cũ rồi, là đủ thứ câu chuyện xảy ra ở trên đó hết, rồi từ đó mà hai con này biết được cái drama, cái câu chuyện của nhau. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì họ sẽ phải sống, họ sẽ phải cũng kiểu cùng nhau để sinh tồn. Thì nó giống giống như nhiều cái phim mà kiểu như ngày xưa mình có cái phim chúng mình có phim A Trip á, là hai cái phim mà gì đó trôi dạt á, cũng là một cái dạng phim như vậy. Thì, nhưng mà cái câu chuyện này nó hơi éo le hơn chút xíu, là tại vì ví dụ như nhân vật khác á, mà những cái phim sinh tồn khác mình có, ví dụ họ lạc lên hoang đảo hay là họ bị rơi xuống, thì ít ra họ có cái gọi là cái nguồn lương thực dự trữ hay gì đó để mà họ chiến đấu với cái thử thách đó hoặc làm đó. Còn lại cái phim này á, giống như là hai cô này ở trên một cái tháp, mọi người biết rồi, có 600 mét mà ở trên đỉnh nhìn xuống nó rất là sợ và không có gì luôn, và còn bị rớt đồ nữa, nói chung là cũng rất là éo le. Nhưng mà coi á, thì mình hiểu được hai cô này và hiểu được cái sự cố gắng của họ. Và một cái phần nữa mình cũng thích trong phim này đó là cái sự diễn xuất của hai nữ chính. Hai bạn này thì không có nổi đâu, có với bạn nữ chính nhất á, thì bạn này là đóng trong Shazam, mọi người biết Shazam mà năm nay có phần 2 á của DC á, thì cô này đóng trong một vai trong cái gia đình của hỏi anh em Shazam, nhưng mà lúc mà biến hình lớn lên mới là cô này đóng nha. Còn cô còn lại thì hay đóng phim truyền hình thôi, mình có nhận ra mặt nhưng mà cũng không nhớ chính xác là ở đâu, nhưng mà mặt cũng quen, nhưng mà thường thường qua là những phim truyền hình đó. Nhưng mà khả năng diễn xuất của hai cô này nhập tâm, rồi là về cảm xúc, về những cái cách thể hiện drama đều làm rất là tốt luôn, nên mình nghĩ là đây là một bộ phim làm khá là ok. Đạo diễn thì mình cũng không nhớ tên lắm, mình không quan tâm nhiều với đạo diễn, nhưng mà về kỹ thuật này kia thì chắc mình sẽ tìm hiểu về bạn đạo diễn này. Và mình nghĩ cái phim này là một cái khá là bất ngờ, nên nếu mà trong tuần này mọi người chưa biết xem cái gì á thì mọi người có thể chọn để xem phim này ha. Thì mình thấy nó khá nhất trong 3 phim mình xem tuần này. Còn về Dragon Ball thì mình chưa xem, tại vì mình không có theo dõi những cái movie dài của Dragon Ball sau này, với lại hồi xưa mình cũng
ít đọc Dragon Ball á, Bảy Viên Ngọc Rồng á, thì mình nghĩ là mình sẽ skip cái phần Bảy Viên Ngọc Rồng này, tại vì mình cũng không có hiểu, tại vì coi thấy mọi người mà hiểu, mọi người khen hay hết, nhưng mà dù mình không hiểu mình về mình lại chê thì nó lại rất là kỳ, nên mình sẽ không xem nha. Nhưng mà trong ba phim mình xem thì mình thấy phim này khá là ổn và ổn định nhất luôn về mặt cảm xúc và ổn áp khi xem. Nó không bị quá dài, nó phim khá là ngắn nhưng mà nó có tình tiết tạo cho người ta cái điểm nhấn, đó là cái hay của cái phim. Và tuy nhiên thì phim cũng lộ ra rất là nhiều những cái khuyết điểm về gọi là kỹ thuật quay phim hay là những cái kỹ thuật mà dàn dựng á, thì nó có nhiều vấn đề hơn. Và kiểu như là những cái tình huống nó xây dựng cũng kiểu một số đoạn vẫn còn hơi sượng sượng chút xíu, nhưng mà kiểu nhìn chung thì mình thấy nó vẫn ổn để xem, và đó là một cái điều khá bất ngờ mình luôn. Tại mình nghĩ nó sẽ dở, tại vì mình thường mấy cái phim mà không có chi phí thì mình coi mình sẽ trong tâm trạng phim này sẽ dở, tại vì nó sẽ làm đầu qua đuôi chuột hay như thế nào đó, mà không, phim này làm khá là ok luôn. Và mình cho điểm, mình có thể cho điểm 6 đến điểm 7 trên thang 10, một cái bộ phim xem ổn và coi ok rồi. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì nếu như mọi người thích video này hãy cho Phúc một like, và nếu được thì hãy bấm follow hoặc là subscribe kênh của Phúc để mà xem review phim mỗi tuần ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem và comment cho Phúc ha. Đôi khi là mình có những cái comment mình hơi khác nhau và hơi trái chiều thì không sao hết, mọi người cứ comment cho Phúc biết ha, để có gì Phúc đọc. Nhiều khi mình đọc lại mình lại nhận ra nhiều cái thứ mà mình chưa nhận ra từ phim thì sao. Cảm ơn mọi người nhiều, bye bye.